Chào mừng các em đến buổi học ngày hôm nay. Cái bệnh ở lớp nha hay nói là bệnh bạch cầu là cái bệnh mà chúng ta hiện nay cũng rất dễ gặp. Người ta gọi là leukemia cấp. Leukemia nó xuất phát từ cái từ đây ở bên nước Hy Lạp, tức là cái nghĩa của nó là máu trắng. Người ta gọi là leukemia. Em nhớ cái từ này cô nha. Và cái đặc điểm thấy ở trên hình các bạn là một cái máu bình thường và một cái máu leukemia, thì chúng ta thấy có sự khác biệt giữa hai bên. Khi học ở trên lớp thì các em sẽ vẽ cô hơn, còn chúng ta ở đây chúng ta xem cô ở trên lớp thì các em sẽ vẽ để chúng ta nhận biết được đâu là bình thường và đâu là bất thường ha. Thì như ở đây các em thấy cái số lượng bạch cầu nó ít, nhưng bên này bạch cầu rất là nhiều. Tính vì bạch cầu nhiều nên người ta gọi cái bệnh này là tăng sinh các loại bạch cầu, hay còn gọi là bệnh bạch cầu cấp. Về định nghĩa, leukemia cấp là cái bệnh lý ác tính có tính chất dòng của tế bào gốc sinh máu, và bệnh đặc trưng bởi cái hiện tượng tăng sinh không kiểm soát được của các tế bào ác tính. Em nhớ là các tế bào ác tính. Còn nếu mà nó tăng sinh các tế bào non không ác tính thì không phải cái trường hợp này. Và đặc biệt hay gặp ở dòng bạch cầu, đồng thời với rối loạn quá trình biệt hóa của tế bào tổn thương. Và chính cái điều đó nó gây nên các tế bào lấn át các dòng tế bào bình thường trong tủy, thường là lấn át hồng cầu và tiểu cầu. Nó dễ dẫn đến xâm lấn các cơ quan khác và tràn ra máu ngoại vi. Thì dựa vào cái định nghĩa này thì người ta đã tìm được cái bệnh này được phát hiện vào năm 1858. Và ở cái tiếng Hy Lạp á, theo tiếng Hy Lạp thì cái leukemia chính là máu trắng, cho nên là ông đặt tên bệnh là bệnh máu trắng. Nên là nếu mà bạn nào quên cái tên này có thể nói bệnh máu trắng cũng được. Như vậy thì leukemia hay là bệnh máu trắng được đặc trưng bởi hiện tượng tăng sinh không kiểm soát được cả tế bào nào. Thứ nhất là hồng cầu. Thì chúng ta thấy là hồng cầu thì khi mà cây bị bệnh máu trắng hay leukemia cắt thì cái ảnh hồng cầu cũng bị ảnh hưởng, nó bị ảnh hưởng đấy. Nhưng mà nó không phải là tăng sinh không kiểm soát. Cái hình thứ hai là tiểu cầu. Thì các em biết là trong những trường hợp này thì cho nên là ở đây cái này à, như vậy thì đây đúng đây chính là cầu. Yeah. Thì leukemia cấp là hiện tượng đặc trưng mà hiện tượng không kiểm soát được của tế bào bạch cầu là chính xác. Vậy một câu hỏi đặt ra là leukemia cấp là bệnh lý có nguồn gốc từ đâu? Thì chúng ta thấy là từ máu ngoài vi là không phải, tại vì đây là cấp là các bạn tăng sinh cho các tế bào non ác tính trên máu ngoài vi là không phải. Hệ thống hạch lympho hay là lát cũng tương tự như vậy, vì lympho và lát chỉ sinh ra một số tế bào cụ thể thôi. Đây chính là nguyên nhân gây bệnh, nguyên nhân gây leukemia cấp. Thì chúng ta thấy là khi mà leukemia cấp nó biểu hiện như thiếu máu, xuất huyết, nhiễm trùng, gan lách to, hạch to hay tổn thương các cơ quan khác, thì những cái nguyên nhân có thể có một số nguyên nhân thì nó chắc chắn, một số nguyên nhân thì người ta còn giả thiết, người ta còn đi nghiên cứu. Nhưng mà có một số cái nguyên nhân sau được coi là yếu tố thuận lợi cho quá trình phát sinh và phát triển leukemia cấp. Nhất là tia xạ, thứ hai là hóa chất, thứ ba là virus, và thứ tư là yếu tố di truyền. Chúng ta thường nghe nói đến ung thư do HIV này, ung thư do viêm gan B, vân vân, hoặc một số cái hóa chất nó có tính chất gây ung thư. Như vậy thì yếu tố được coi, yếu tố nào được coi là yếu tố thuận lợi cho quá trình phát sinh và phát triển viêm gan cấp? Tia xạ. Triệu chứng lâm sàng
thì chúng ta có cái hội chứng suy tủy xương, bao gồm hội chứng thiếu máu và hội chứng xuất huyết và hội chứng nhiễm trùng. Thứ hai là hội chứng thâm nhiễm như là gan to, lách to, hạch to, phì đại lợi, thâm nhiễm da trong xương, và toàn trạng chung là mệt mỏi, gầy sút, suy sụp nhanh. Ở đây có thể có những cái dấu hiệu như là giảm ba dòng tế bào dẫn đến bệnh nhân sẽ là mệt mỏi, gầy sút. Như vậy thì một câu hỏi đặt ra là biểu hiện năm sau đây không phải của bệnh lưu gan cấp dạng hẹp, thì chúng ta thấy là gì? Xuất huyết thì nó không xuất huyết thì nó chính là của lưu gan cấp, lách to cũng của lưu gan cấp, nhiễm trùng cũng lưu gan cấp, thì như vậy sốt là đáp án là anh nhất thì chúng ta chọn đáp án là không phải. Vì sốt nó có thể gặp trong nhiễm trùng và sốt có thể gặp trong nhiễm virus vân vân. Triệu chứng xét nghiệm, về nói về xét nghiệm thứ nhất là chúng ta phải làm công thức máu. Thứ nhất là thiếu máu bình sắc, tức là thiếu máu nhưng mà hồng cầu nó vẫn bình thường, kích thước hồng cầu bình thường là thiếu máu bình sắc. Nhưng mà hồng cầu lưỡi thì giảm. Do thiếu máu cho nên tăng cường sản xuất các hồng cầu lưỡi giảm. Thứ hai là bạch cầu. Thì đối với sức khỏe xét nghiệm thì chúng ta quan tâm đến bạch cầu, bởi vì cái số lượng bạch cầu nó thường tăng. Do đó là thường tăng các cái tế bào non ác tính, và cụ thể đây là hay tăng bạch cầu. Thì số lượng bạch cầu nó bình thường giảm. Đấy là trong cái giai đoạn đầu, sau thì thường nó hơi tăng. Và trong cái khi mà chúng ta kéo lem ra, chúng ta thấy là cái số lượng bạch cầu nó bất thường này, chúng ta sẽ kéo lem và nhuộm, chúng ta thấy thế sẽ một số cái tế bào black, tế bào non. Tiểu cầu thì thường là giảm về số lượng. Như vậy thì một câu hỏi đặt ra là tiểu cầu biến đổi trong bệnh bạch cầu cấp. Đó là thứ nhất là số lượng tiểu cầu tăng là không đúng, chúng ta thấy là thường là trong bệnh cầu cấp là tiểu cầu nó giảm. Câu B chúng ta thấy nó đúng. Câu C số lượng tiểu cầu bình thường là sai. Và câu D là gì? Cả số lượng và chức năng đều ảnh hưởng, thì ở đây trong cái bệnh này thế là chỉ có số lượng tiểu cầu giảm thôi. Thiếu máu trong liver cấp là loại thiếu máu bình sắc, chúng thấy là hồng cầu có thể vẫn bình thường, kích thước hồng cầu có thể bình thường. Trong liver cấp thì huyết đầu ở cái dòng hẹp thì chúng thấy là cái số lượng hồng cầu nó giảm, thì tiểu cầu tăng cũng đúng rồi. Cho nên ba đáp án ABC là có số lượng hồng cầu giảm là đúng. Thì chúng ta chỉ cần cân nhắc cái phía sau thì chúng thấy là có hồng cầu lưỡi giảm, thì cái reticulo này, reticulocyte này là hồng cầu. Về xét nghiệm thì tủy đầu thì chúng ta thấy là xét nghiệm quyết định chẩn đoán. Thì đối với công thức máu chúng ta lấy máu chúng ta làm huyết đầu, thì đối với tủy đầu chúng ta lấy hình dáng tủy làm cái tủy đầu. Đây là số lượng tế bào tủy trong trường hợp này thì thường là tăng. Cái khi mà nó giảm, tăng cái tế bào black trên 30% tế bào có nhân trong tủy xương, thì chúng ta thấy là các tế bào ở trong tủy xương thường là có nhân. Sau khi đi ra ngoài thì hồng cầu thì nó mất nhân, bạch cầu thì vẫn còn nhân. Các hồng cầu, bạch cầu hẹp và mỗi tiểu cầu thì bị lấn ép, thì do các tế bào nó phát triển nó quá mạnh, phát triển bất thường quá mạnh cho nên nó bị lấn ép các dòng khác. Như vậy trắc nghiệm thì tủy đầu trong bệnh liver cấp là đáp án. Thường giàu tế bào và black thì trên 20% tế bào có nhân là tủy và dòng tiểu cầu, hồng cầu thì bị lấn ép. Đó là đáp án đúng nhất. Thì trong trường hợp này chúng ta là nghèo tế bào nó sai, đó chúng ta chỉ có thể chọn giàu tế bào, mà giàu tế bào thì chúng ta chỉ chọn A hoặc B. Nhưng mà cái A nó sai cái điểm là dòng tiểu cầu hoặc cầu bình thường, và thực tế ta thấy là nó bị lấn ép nên chọn B. Triệu chứng của bệnh bạch cầu cấp biểu hiện là xét nghiệm tế bào máu trong liver cấp thường thấy tăng các tế bào non nhưng mà là ác tính. Về sinh thiết tủy xương thì chúng ta cũng có chọc hút rồi nhuộm hóa học, chúng ta có năm phương pháp nhuộm hóa học tế bào. Như vậy một câu hỏi đặt ra là nhuộm hóa học tế bào để phân loại bệnh bạch cầu cấp có mấy phương pháp. Dấu ấn trên màng tế bào thì sử dụng các kháng thể rất là tinh khiết đặc hiệu cho từng loại kháng nguyên màng tế bào, và nó kháng nguyên kháng thể được phát hiện trên kính hiển vi hình quang như là dòng hạt CD 17
cấy nhiễm sắc thể thì giúp ta chẩn đoán là thế nào. Ví dụ như T812 thì trong gặp viêm xương cấp mà hai, như vậy thì các cái nhiễm thể này nó có thể tương ứng với cái thể xương cấp tương ứng. Và xác định thì chúng ta dựa vào các cái triệu chứng lâm sàng. Thì cả lâm sàng thì có cái xét nghiệm tỷ đồ thì thấy thế nào và lát lên đó sẽ lớn hơn 30% thì là nguyên nhân trong tủy. Chúng ta sẽ làm một số câu hơn. Một biểu hiện lâm sàng của bệnh lưu xương cấp chủ yếu là hậu quả của hiện tượng giảm sinh các tế bào sinh máu và tế bào máu trưởng thành. Đúng hay sai? Hai, biểu hiện lâm sàng của bệnh lưu xương cấp không có tình trạng thiếu máu. Ba, công thức bạch cầu của lưu xương cấp thường gặp một tỷ lệ tế bào bạch cầu non và lép. Theo siêu loại FAB thì lưu xương cấp hồng lympho được chia làm ba thể. Đặc điểm nào không có trong cái bệnh lưu xương cấp? Câu 6, phân bố bệnh lưu xương cấp. Dòng hạt gặp ở người lớn và dòng lưu xương thường hay gặp ở trẻ em. Hội chứng nào ít đặc trưng trong bệnh lưu xương cấp? Đó là hội chứng trong dạ dày thực quản. Huyết đầu trong bệnh lưu xương cấp là bạch cầu thường tăng cao và thiếu máu đặc sản. Trong bệnh cầu cấp thì hiện tượng đặc trưng chính là sự tăng sinh không kiểm soát được của các tế bào ác tính và tế bào kém chất hóa. Trong bệnh FAB thì bệnh lưu xương cấp là dòng hạt có từ 8 loại, nhưng mà không là 7. Hội chứng thiếu máu biểu hiện trên lâm là da xanh, mệt mỏi, nhịp tim nhanh. Biến đổi dòng hồng cầu trong bệnh bạch cầu cấp thì nó biểu hiện trên công thức là thiếu máu với tình trạng hồng cầu bình thường và hồng cầu lớn khỏe. Hình thái hồng cầu trong bệnh bạch cầu cấp thì thường là hồng cầu hình thái bình thường và hồng cầu lớn khỏe. Có 14 yếu tố khám xét chẩn đoán trong bệnh bạch cầu cấp, đó là nhận tỷ đồ là xét nghiệm quyết định chẩn đoán. Các tế bào trong tủy chúng ta phải xét nghiệm tủy đồ, chỉ định sinh thiết tủy xương, tiêu chuẩn về tỷ lệ phần trăm tế bào non ác tính trong tủy xương để chẩn đoán xác định nguyên cấp theo phân loại FAB, đó là tế bào non ác tính lớn hơn bằng 50% các tế bào có nhân trong tủy. Cảm ơn cả lớp đã chú ý lắng nghe.